Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức về Medicare, đăng ký mở Medicare của năm 2024, những điều cần biết và tận dụng tối đa những lợi ích của nó. Mối liên hệ giữa phúc lợi an sinh xã hội và Medicare có những lợi ích gì? Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Trên cái trang nerdwallet.com ngày 6 tháng 9 2023 có cập nhật mới về đăng ký mở Medicare cho năm 2024 với rất nhiều điều cần biết để có thể lựa chọn và thay đổi đúng cho Medicare của mình, giúp cho bạn có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian và túi tiền của mình như thế nào. Quý vị và các bạn cũng có thể vào những cái đường link ở trong phần mô tả để mình xem chi tiết cụ thể. Đăng ký mở Medicare 2024, những điều bạn cần biết. Thời gian đăng ký mở của Medicare năm nay kéo dài từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 thay tháng 12 hàng năm, là khoảng thời gian khi những người đã đăng ký Medicare có thể thực hiện các thay đổi đối với phạm vi bảo hiểm của họ. Điều này có thể giúp bạn tận dụng tối đa bảo hiểm Medicare hoặc Medicare Advantage của mình vào năm 2024 sắp đến. Bạn có thể chuyển từ Original Medicare sang chương trình Medicare Advantage và ngược lại. Bạn cũng có thể so sánh bảo hiểm chương trình thuốc theo toa phần D của mình với các lựa chọn khác để đảm bảo rằng bạn có bảo hiểm Medicare phù hợp nhất với ngân sách và túi tiền của bạn, giúp bạn tiết kiệm khá nhiều khi lựa chọn và thay đổi đúng lúc thời gian Medicare mở ra. Bạn có thể làm gì trong thời gian đăng ký mở Medicare diễn ra? Chuyển từ Original Medicare sang chương trình Medicare Advantage hoặc ngược lại, thay đổi từ chương trình Medicare Advantage này sang một chương trình Medicare Advantage khác. Thay đổi từ chương trình Medicare Advantage không có bảo hiểm thuốc sang chương trình Medicare Advantage có bảo hiểm thuốc hoặc ngược lại. Ghi danh vào chương trình thuốc theo toa của Medicare. Chuyển từ một chương trình thuốc Medicare này sang một chương trình thuốc Medicare khác. Bỏ bảo hiểm thuốc theo toa Medicare của bạn nếu bạn muốn. Nếu quý vị quay lại chương trình Original Medicare trong thời gian đăng ký hàng năm này và muốn có bảo hiểm bổ sung Medicare, còn được gọi là Medigap, thì quý vị có thể phải trả nhiều hơn cái mức dự kiến cho chính sách bổ sung, hoặc quý vị có thể bị từ chối bảo hiểm. Bắt đầu từ tháng đầu tiên bạn có Medicare phần B, bạn có 6 tháng để có thể mua bất kỳ loại Medigap nào có sẵn trong khu vực của mình, bất kể tình trạng sức khỏe của bạn như thế nào. Sau đó, các công ty Medigap có thể yêu cầu chứng nhận y tế, kiểm tra và tính chi phí cho bạn nhiều hơn hoặc từ chối hợp đồng của bạn nếu cảm thấy sức khỏe của bạn là một vấn đề lo ngại cho chi phí y tế. Bạn không thể làm gì trong thời gian đăng ký mở Medicare? Nếu bạn chưa đăng ký Medicare, bạn không thể đăng ký trong thời gian này, vì đăng ký mở Medicare chỉ dành riêng cho những người đã đăng ký Medicare. Nếu đủ điều kiện tham gia, bạn có thể đăng ký Medicare trong thời gian đăng ký ban đầu vào 3 tháng trước và 3 tháng sau khi sinh nhật lần thứ 65 của mình, hoặc trong thời gian đăng ký đặc biệt. Thời gian đăng ký đặc biệt được tính là khoảng thời gian bạn được phép tham gia hoặc thực hiện các thay đổi đối với bảo hiểm Medicare của mình dựa trên một số sự việc xảy ra trong đời, chẳng hạn như đột xuất nghỉ việc hoặc chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ chương trình của bạn, hoặc tùy thuộc vào lý do bệnh tật mà bạn đủ điều kiện. Những gì có sẵn trong quá trình đăng ký mở Medicare? Dưới đây là các loại bảo hiểm Medicare có sẵn trong thời gian đăng ký hàng năm. Original Medicare bao gồm Medicare phần A là bảo hiểm bệnh viện và Medicare phần B là bảo hiểm y tế. Trước tiên thì mọi người phải đăng ký tham gia hai phần này và đóng phí bảo hiểm phần B trước khi chọn các loại bảo hiểm bổ sung. Nếu hiện đang đăng ký chương trình Medicare Advantage,
bạn có thể tùy chọn chuyển về Medicare Original. Các chương trình Medicare Advantage, còn gọi là Medicare phần C, được các công ty bảo hiểm tư nhân bán dưới dạng thay thế cho Original Medicare. Các chính sách của Medicare Advantage thường kết hợp bảo hiểm thuốc theo toa phần đi vào chương trình. Các chương trình bảo hiểm bổ sung Medicare, còn được gọi là chương trình Medigap, giúp thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe tự chi trả của bạn với Original Medicare phần A và phần B. Nếu bạn có Original Medicare, bạn có thể đăng ký Medigap bất cứ lúc nào, mặc dù bạn thường chỉ được đảm bảo có hợp đồng trong thời gian đăng ký mở của Medigap 6 tháng, bắt đầu từ tháng đầu tiên. Bạn 65 tuổi trở lên và bạn có Medicare phần B. Lưu ý là nếu bạn yêu cầu nhận trợ cấp an sinh xã hội trước 65 tuổi, bạn sẽ tự động bắt đầu nhận Original Medicare phần A và phần B vào cái tháng bạn bước sang tuổi 65. Bạn có thể chọn không tham gia phần B nếu như bạn đang có bảo hiểm y tế đủ điều kiện nào khác. Những ngày quan trọng đối với Medicare mà quý vị cần phải nhớ đó là ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 7 tháng 12. Đây là thời gian ghi danh mở đối với Medicare dành cho những quý vị nào đã đăng ký Medicare rồi. Đây là khoảng thời gian mở ra để cho quý vị có thể thay đổi, mua thêm hoặc giảm đi các loại chi phí Medicare và các loại chương trình Medicare mà mình chọn theo đúng như cái túi tiền và sở thích của mình. Cũng trên cái trang nerdwallet.com, ai đủ điều kiện để nhận cái chương trình Medicare, nhận chương trình an sinh xã hội và Medicare sẽ trả những gì và không trả những gì. Medicare và an sinh xã hội, những điều cần biết. Medicare và an sinh xã hội là các chương trình của chính phủ cung cấp các phúc lợi khi nghỉ hưu, bị bệnh hoặc là hỗ trợ tiền già với các tình trạng nhu cầu hồ sơ khác nhau. An sinh xã hội cung cấp trợ cấp thu nhập liên bang khi nghỉ hưu dựa trên số tiền bạn kiếm được trong suốt cuộc đời làm việc của bạn. Các khoản trợ cấp an sinh xã hội, nhất là về hưu trí, được tính bằng cái mức lương cao nhất trong 35 năm của bạn. Và cái số tiền bạn nhận được sẽ dựa trên cái mức lương của bạn. Bạn càng lớn tuổi để xin cái tiền an sinh xã hội, hưu trí thì quyền lợi của bạn càng cao. An sinh xã hội cũng trả những cái quyền lợi cho người khuyết tật và những người phụ thuộc của những người được thụ hưởng còn sống hay đã qua đời. Còn Medicare cung cấp bảo hiểm y tế liên bang cho những người từ 65 tuổi trở lên và những người trẻ hơn mắc một số các bệnh khuyết tật hoặc những bệnh mãn tính. Medicare bao gồm 4 phần, gồm có phần A là bảo hiểm bệnh viện, phần B là bảo hiểm y tế, phần D là bảo hiểm theo toa. Nó cũng bao gồm phần C hay còn gọi là Medicare Advantage do các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp. Đủ điều kiện để nhận an sinh xã hội. Để đủ điều kiện nhận trợ cấp an sinh xã hội, bạn phải từ 62 tuổi trở lên hoặc là bị khuyết tật. Bạn có thể bắt đầu nhận trợ cấp ở tuổi 60 nếu bạn là quá phụ hoặc quá vợ. Bạn cũng có thể có đủ tín chỉ công việc mà bạn kiếm được hàng năm tùy với cái số tuổi khi nộp đơn xin hỗ trợ an sinh xã hội và cái loại an sinh xã hội bạn yêu cầu. Chẳng hạn như bạn nộp đơn cho SSI, SSDI hay SSA thì mỗi một cái tình trạng hồ sơ sẽ cần những cái tín chỉ khác nhau. Bạn phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân ở Hoa Kỳ. Các quy tắc để đủ điều kiện nhận an sinh xã hội khuyết tật tùy thuộc vào độ tuổi của bạn. Khi mà bạn bị khuyết tật, bạn càng trẻ thì bạn càng cần ít tín chỉ công việc hơn để đủ điều kiện nhận an sinh xã hội khi mình xin tiền bệnh. Để đủ điều kiện để nhận phúc lợi Medicare, bạn phải từ 65 tuổi trở lên hoặc trẻ hơn, hoặc mắc một cái tình trạng bệnh khuyết tật nào đó, hoặc một cái bệnh mãn tính nào đó, chẳng hạn như bệnh thận giai đoạn cuối, hoặc là cái bệnh Lou Gehrig gọi là hội chứng teo cơ. Giống như an sinh xã hội, Medicare một phần dựa trên thời gian làm việc đóng thuế Medicare. Nếu bạn đã làm việc và đóng thuế Medicare trong 40 quý trở lên, cơ bản là khoảng 10 năm, bạn sẽ không phải trả chi phí bảo hiểm Medicare phần E.
Nếu bạn đã đóng thuế Medicare trong ít hơn 40 quý, tức là chưa đủ 40 tín chỉ, thì bạn sẽ phải trả 506 đồng cho chi phí phần A của năm 2023. Nếu bạn bị khuyết tật, bạn sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp Medicare sau khi bạn đã được hưởng trợ cấp khuyết tật trong 24 tháng. Nếu bạn bị mắc cái chứng bệnh gọi là hội chứng teo cơ thì bạn sẽ đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ Medicare miễn phí trong tháng đầu tiên mà bạn nhận được luôn tiền trợ cấp tàn tật. Nếu bạn là bệnh nhân chạy thận hoặc ghép thận thì bảo hiểm Medicare của bạn có thể bắt đầu sớm nhất là vào cái tháng đầu tiên của quá trình lọc máu. Bạn có đủ điều kiện để nhận Medicare và an sinh xã hội cùng một lúc không? Nhiều người đủ điều kiện để nhận an sinh xã hội và Medicare cùng một lúc. Nhóm này bao gồm đó là những người từ 65 tuổi trở lên và đang nhận trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp an sinh xã hội. Những người đã nhận trợ cấp khuyết tật an sinh xã hội hoặc SSDI trong 24 tháng. Những người từ 65 tuổi trở lên và đang nhận trợ cấp thu nhập an sinh bổ sung SSI. Bạn có tự động nhận Medicare với an sinh xã hội không? Hầu hết những người nhận Medicare cũng nhận được trợ cấp an sinh xã hội và ngược lại. Nếu bạn đang nhận trợ cấp an sinh xã hội khi bước sang tuổi 65, bạn sẽ tự động được đăng ký vào Medicare phần A và phần B. Và các phúc lợi này sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của cái tháng sinh nhật thứ 65 của bạn. Nếu sinh nhật của bạn rơi vào ngày đầu tiên của tháng, bạn sẽ nhận được trợ cấp vào ngày đầu tiên của tháng trước. Nếu bạn không nhận được trợ cấp an sinh xã hội, bạn sẽ phải đăng ký Medicare trong thời gian đầu tiên của mình. Điều này bao gồm 3 tháng trước sinh nhật 65 và 3 tháng sau đó. Phí bảo hiểm Medicare có được khấu trừ từ các khoản thanh toán an sinh xã hội không? Nếu bạn đã đăng ký Original Medicare và nhận được an sinh xã hội thì phí bảo hiểm cho Medicare phần B của bạn sẽ được tự động khấu trừ trong cái khoản thanh toán an sinh xã hội của bạn. Nếu bạn đăng ký Medicare trước khi bắt đầu nhận an sinh xã hội, bạn sẽ phải trả cái phí bảo hiểm trực tiếp cho Medicare. Bạn sẽ nhận được hóa đơn hàng tháng hoặc 3 tháng một lần. Tùy thuộc vào bạn chỉ thanh toán cho phần B hay bạn cũng phải thanh toán cho phần A, hay số tiền điều chỉnh hàng tháng liên quan đến thu nhập cho phần D. Bạn có thể thanh toán hóa đơn Medicare online thông qua tài khoản Medicare của chính mình hoặc từ dịch vụ thanh toán hóa đơn trong tài khoản ngân hàng của bạn hoặc bằng thư từ. Medicare sẽ không chi trả những loại sau đây, đó là máy trợ thính, khám mắt, mắt kính, răng giả, răng thẩm mỹ, chăm sóc răng miệng thường xuyên, chăm sóc y tế ở nước ngoài, phẫu thuật thẩm mỹ, liệu pháp xoa bóp. Nhưng chương trình Medicare Advantage thì họ sẽ bổ sung cho bạn thêm cái phần máy trợ thính, khám mắt, đeo kính và một số những chương trình dịch vụ khác. Quý vị hãy cân nhắc coi những cái đó mình có cần thật sự hay không. Nếu chỉ vì những cái đó mà mình chuyển qua cái chương trình Medicare Advantage, nó sẽ có giới hạn một số bác sĩ và một số nhà thuốc trong cái mạng lưới của Medicare Advantage. Mà nếu mình không thích, mình đi ra ngoài, mình mua khỏi cái danh sách đó, mình sẽ bị phải tốn tiền nhiều hơn là số tiền lẽ ra mình phải trả. Medicare và so sánh với Medicaid như thế nào? Medicare là một chương trình bảo hiểm chủ yếu phục vụ cho những người trên 65 tuổi, bất kể thu nhập của họ, và những người mắc bệnh và đang nhận tiền bệnh SSDI. Medicare là một chương trình liên bang và ở mọi nơi ở Hoa Kỳ, cái chương trình này đều thực hiện và chi trả giống nhau. Còn Medicaid là một chương trình hỗ trợ phục vụ cho những người có thu nhập thấp ở mọi lứa tuổi và trách nhiệm tài chính của bệnh nhân thường rất nhỏ hoặc là không có. Medicaid là một chương trình của liên bang và nó thay đổi theo từng tiểu bang. Hy vọng là tất cả những cái thông tin cập nhật về Medicare, Medicaid, những quyền lợi và lợi ích của chương trình Medicare, Medicaid sẽ giúp quý vị có được những cái thông tin để lựa chọn và quyết định cho cái chương trình bảo hiểm sức khỏe tốt nhất của mình. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.